Chào mọi người, tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một cái mẫu laptop giá rẻ nữa ha, và dành cho ai mà thích gặp cảm ứng 360 độ thì con này là mình nghĩ ok lắm luôn. Và đặc biệt nhất, cái ưu điểm nhất của nó là pin nó trâu nha mọi người, pin chắc phải 3-4 giờ à, còn chưa hết pin nữa. Máy là cực kỳ ok luôn. Cái kiểu, cái màu của nó, cái kiểu làm như thế này nè mọi người nè, phím rất là đẹp. Cái vỏ thì cũng sẽ có cái chày xước sơ sơ sơ, tí nữa mình sẽ đi kỹ cái vỏ hơn. Bây giờ mình sẽ gặp cho mọi người xem ha. Bây giờ mở ra nè và gặp cảm ứng như thế này đó mọi người, phím còn rất là đẹp luôn, phím đẹp lắm nha, phím không có bị màu chữ nào luôn. Và cái phần này là thật sự ban ngày nhìn cái màu nó rất là đẹp. Cái chỗ này là cái camera mọi người, khi mà mình gặp lại thì cái phần này là cái phần chụp ảnh ở phía 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 trước á, rất là hay. Khi mình gặp lại thì sẽ như thế này nha mọi người. Đây, và cảm ứng ok. Đây mình bấm cho mọi người xem cái cấu hình. Đây là bản màn hình 11.6 inch ha. À, nó là HP ProBook X360 11G2EE ha mọi người. Có model rõ ràng đó kìa. Và i5 thế hệ 7. Nó là i5 thế hệ 7 của dòng MKM á mọi người. Đây thì cái chip này mọi người tham khảo giùm mình ha. Đây là i5 thế hệ 7. Đây, này là chip dạng như tiết kiệm năng lượng gì đó, mọi người tham khảo thêm. RAM thì 8GB và SSD là hình như là 256GB thì phải. Đợi mình chút xíu. À, SSD 256GB luôn nha mọi người. Màn hình là đẹp, không có bị lỗi làm gì hết. Và cái màn hình này là cái màn hình HD chứ không phải Full HD nha mọi người. Cảm ứng rất là mượt mà. Đây, sử dụng văn phòng, bán hàng online, học học họp đồ rẻ, có webcam trước sau rồi đầy đủ hết. Thì thuận tiện, bên trong máy không có một chút lỗi làm gì hết. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế nữa, mọi người dán vào là ok. Cần con máy gọn tiện thì con này cũng rất là được mọi người, dùng cho văn phòng. Và giá chỉ có 3 triệu 9 thôi, ở trong là hoạt động hoàn hảo rồi. Pin trâu thì có phía ở ngoài ở đây nè, nhìn trực diện thì đẹp, mọi người nhìn nghiêng thì sẽ có những cái vết, ví dụ như là cào cái tay hay gì đó thì nó hơi hằn cái dấu thôi, chứ còn nhìn trực diện đây mọi người nè ha, không có bị là trầy xước hay cứng móp bự hay là nặng gì đâu. Đây nè, có cứng tí chỗ này nè đó. Máy là nhìn chung là ok ha mọi người, kèm sạc zin pin trên 3 giờ. Ai chốt thì inbox mình ha, 3 triệu 9. Cảm ơn mọi người nhiều ha, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Máy thì mình có bao zin nha mọi người. À, mọi người mua hàng thì mọi người cọc xong rồi mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện, tất cả đều bao zin hết. Nhỏ như vậy nhưng đầy đủ các ngõ kết nối nè, ngõ mạng LAN này, HDMI, USB, Type-C đó, các ngõ kết nối là tương đối đầy đủ ha. Ở mặt sau cũng đẹp lắm luôn á. Ở bên này nữa nè, bên này là nguồn nè, rồi USB tai nghe. À, rất là đầy đủ. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Ai chốt thì inbox mình.